Bây giờ con muốn cô nói, nhưng mà nói giờ dài này. Thế rồi bây giờ vừa rồi giống như kiểu cũng có những cái người cũng ở bên Mỹ mà nói xa xôi bóng gió, nhưng con biết đó là nói cô đó, thì con biết là cô chịu nhường mất, bởi vì con biết cái tánh của cô là hay nhường nhịn, hay nhường nhịn, mặc dù cô thấy là cô là oan ức, nhưng mà cô tánh cô không giống tánh con, ở chỗ là con á là ai nói con là con xù lông xù cánh lên con phải gọi là ăn thua, còn cô lại luôn luôn nhường nhịn. Nhưng mà nói vậy chứ nhường nhịn chẳng tha nói xong mà quả giải tỏa, nhưng mà nhường nhịn quá cũng không ấy. Thì cô hôm nay cô có những cái bức xúc gì cô cứ nói đi cô. Thì cô nói giờ xem như là những bức xúc đó là những bức xúc cô cũng đã nói rồi đó, nhưng mà cô thì cô thích cô quen giữ cái thái độ như thế đó, thì cô nghĩ là ông trời á, cô để lại cái phần sau cho ông trời. Có người hỏi cô gì chứ, cô có muốn phản biện, cô có muốn lên tiếng gì không, cô nói như thế này. Cô nói nếu mà cái người nào đó mà vu vạ cho cô, hoặc là muốn hại cô, hoặc là muốn chỉ điểm cô, hay là muốn kết tội cô để cho người ta triệt hạ cô đó, thì cô nghĩ là người đó sẽ có cái hậu quả nhiều khi là tức thì nữa là khác. Thì đây cô tin tưởng cái chuyện đó, thành ra cô không cần phải lên tiếng. Trường hợp mà chất vấn cô cái gì đó thì cô sẽ lên tiếng, hoặc là nói quan nói, hoặc là nói thẳng với cô đó, thì cô sẽ lên tiếng, cô nói đàng hoàng và cô nói như thế nào. Cô không có người, ví dụ như người ta tấn công cô bằng cái cách này, cô trả lời bằng cách khác, người ta tấn công cô bằng cái hạ sách, thì cô trả lời lại bằng cái thượng sách, và cô nghĩ rằng cái thượng sách của cô đó nó sẽ thắng cái hạ sách của họ, mặc dầu họ có thể họ hại cô, trước mắt là giống như là họ hại cô, nhưng mà trên đường dài đó thì cô nghĩ là cái cách của cô nó sẽ thắng. Cô không không nói người ta, người ta nói gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu là như vậy đó. Mà cái đó cô cũng học của bác Quan một phần, là trước những cái vấn đề mình khó xử đó thì làm tin nhiều khi nó có lợi cho mình hơn là mình phản ứng. Có cái đoạn này muốn hỏi cô thêm miếng, tức là cái khi mà cô, con biết là khi cô bỏ, khi cô tỉnh ngộ là mẹ cô còn sống, rồi cô có gặp khó khăn gì từ người thân không cô? Có chứ, mà ngay cả hiện giờ thì cái chuyện này nó cũng hơi riêng tư, nhưng mà cô nói là không có ai mà không thoát khỏi được cái khó khăn. Nếu không có phải là xóm đạo thì cũng là người nhà. Cô nói cho các bạn ở khán thính giả biết, những người mà chưa có biết cái đạo này là cái gì đó thì phải hiểu nó ghê gớm như thế đó, tức là đã theo đạo rồi, đã rửa tội rồi, đã đi vào với họ rồi, là giống như vào trong cái trạc trồng, trong một cái nôm, vào trong cái nôm, chui vào thì dễ mà đi ra thì khó lắm. Không vướng cái là này cũng vướng cái kia, do đó là cô đã bị người nhà không phải là trực tiếp, nhưng mà kiểu như chồng của em mình chẳng hạn, cũng tìm cái cách này cách cách kia, ly cách mình. Mà bác quan đó thì thật ra là với cô đó là đi đâu thì nhiều người thích lắm, thích làm bạn lắm, là vì vui vui tánh lắm, thành ra mấy cái người bà con của người đó đó lại thích, rất là thích với bác quan. Nhưng mà chính cái người trong nhà mình cấm họ liên lạc với cô, với bác quan. Thành ra cô đó thì với bác quan bị người ta cô lập lâu rồi. Cô ngày xưa bác quan đông đông bạn bè lắm, rất là đông, mỗi một lần Noel tới đó là viết thư viết thiệp mà thiệp chúc đó là mỏi tay luôn á, mua ba bốn hộp cạc như thế này thiệp đó, mà người ta gửi đến rồi mình phải gửi đi, là nó đầy, cô treo đầy nhà hết, nghĩa là dọc tới dọc lui, nghĩa là đầy cái trần nhà hết, mỗi một năm là như vậy đó.
thì năm sau là phải đổi cái cạp bởi vì nó đầy nhà hết. Nhờ ngày xưa là như vậy đó, nhưng mà đến chuyện cái vụ cuốn sách ra sách, sau cái vụ ra mắt sách rồi rồi bác Quang in cái cuốn sách Việt Nam đệ nhất Cộng hòa toàn thư nó nổi tiếng, thì dần dần những người mà không biết đó thì còn cũng còn liên lạc được ít lâu rồi, rồi ít lâu sau rồi họ cũng biết, là nó từ từ dần dần rồi nữa cái số bạn cũng không còn bao nhiêu, thì cô với chú cũng quen rồi, thành ra vấn đề mà họ cấm bà con của họ đến thăm tụi này á, thành ra tụi này cũng không biết là cái đám của họ xấu thôi chứ không có ảnh hưởng gì tâm lý nhiều, là vì có thì cũng vui mà không có thì cũng vậy thôi, cũng quen rồi. Chúng mình đã chịu, mình có cái lý tưởng của mình rồi đó, mình nhất quyết mình theo rồi đó, thì những cái chuyện mà người ta cô lập hay là làm khó mình đó thì cũng chứng tỏ cho mình biết là những cái gì quan niệm của mình về họ là đúng, họ càng chứng minh cho mình biết là mình không có nghĩ sai về họ, thấy không, thành ra họ lỗ. Bố cái nó không Bố Quang muốn nói bố nói à, đi có bố. một người bạn họ không biết, họ rất quý nhưng mà bà ấy là công giáo. Anh ấy nói như thế này, anh nói rằng trong cái vụ mà bác Quang viết sách đó thì đã mất đi những cái số bạn cũ nhưng mà lại có thêm một cái số bạn, thì ông có nói đúng, cái số bạn mà có thêm là những người cùng lý tưởng đó, nhiều khi chưa biết mặt rồi sau đó biết mặt nhưng mà rất quý nhau. Còn những bạn ngày xưa đã đến với bác Quang từ năm 1975 đến năm 1997 á, thì là 20 năm trời thì có cả hàng ngàn bạn, nhưng mà đều chỉ bạn là theo cái tiếng tăm của bác mà tìm đến để chơi cho nó có tiếng. Nhưng mà xảy ra cái vụ mà bác viết sách, nhất là cái cuốn đệ nhất Cộng hòa toàn thư đó, thì báo chí nó lên án, nó chửi tàn tệ lắm, thì từ đó giờ những cái bạn đó không còn nữa. Còn lại những cái bạn mà lý tưởng, thí dụ như là ông Trần Đức Tâm, như Ly nói chẳng hạn, hay là nhiều người ở Việt Nam, đó là những Bố, bạn đều là có biết mặt. bố bố để con Ok. nói câu này cho bố nghe này. Hôm qua con nói chuyện với bác anh Tuấn Lê bên Pháp á, bác nói câu này nè: càng ngày bác càng khinh thường mấy người ở bên Mỹ á, trừ vợ chồng bác Quang. Thế thì rất là quý, bởi vì mình không có chạy theo những cái mà cái lời giả dối của nhà thờ Vatican nó phát tán ra để nó khuyến nhủ những người chống cộng, rồi họ cho những người như bác á là phản, với lại họ gọi là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Có lần bác giải thích cái ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản với cái ông giáo sư cùng chạy với bác ở Sài Gòn, rồi bác cũng nói dữ lắm. Trong cái loạt bài đó thì nghĩa là thư gửi giáo sư và học sinh trường Mẫu Giáo Đức, chắc là Ly có đọc được cái bản đó đó. Thì ông ấy từ đó ông thôi, rồi có đứa học trò nó nhắc lại và thầy Quang muốn nói với thầy hoài, ông là ông hoài, nhưng rồi có người khác bảo mày xúi ông mới đọc để nghe ông Quang chửi ông ấy hả. Mới thôi ông bỏ chuyện cũ bỏ qua, tôi không nói nơi tới nữa. Nhưng mà rồi ông chết rồi nhưng mà không bao giờ gặp mặt nhau nữa. Thành ra hai học sinh và giáo sư của cái trường mà trung trực với lại trường Mẫu Đức thì nó sang đây nó có chức Phật, rồi nó có vợ hay chồng đa số là công giáo, rồi nó họp với nhau, rồi cái tinh thần chống cộng nó mạnh quá, rồi bác thấy bác không họp với họ nữa, rồi từ đó giờ bác cũng không có liên hệ với cái nhóm giáo sư ở Rạch Giá tức là ở Kiên Giang, với lại cái nhóm giáo sư ở Sài Gòn mà bác từng dạy, thì chỉ có mỗi người họ còn có tình với họ thì đi lại đi yêu với nhau thôi. Đó là sự thật là như vậy. Thực ra con biết như vậy, hiện nay ở bên Mỹ có rất nhiều chú nhiều bác là họ họ cũng muốn có thể hiện tình cảm yêu quê hương đất nước, nhưng mà họ vẫn ngại với cái sự phản, cái sự gọi là chống đối đó đó bác. Thế mà xảy ra như vậy á thì họ có hai cách, họ tìm cách họ chửi bới mình một cách bằng những cái ngôn từ rất là thiếu văn hóa, thứ hai á là họ vận động vợ con của cái mà mình, ví dụ như chính bác gái này họ cũng ông mới bắt chung ông đấy ông vận động bác gái đó, rồi họ dùng vận động những cái người chị em của bên vợ,
hay là chị anh em bà con trên miền Bắc, vì miền Bắc không có một bà con nào thân thuộc ở cái đất Mỹ này, và ông vận động thì họ vận động trực tiếp ở bác gái, như là ông Nguyễn Văn Trung ông đến ông vận động bác gái đó. Rồi là họ vận động đến chị em ruột của bác gái, thì cái thằng anh em rể của bác gái thì gọi nó lấy em này, nó hăng lắm, nó dữ lắm, nó gọi là siêu rồi. Thành ra nó không những nó cách ly mà nó còn vận động những anh em của nó không còn liên lạc với hai bác nữa. Cô lập á, nó cô lập á. À, nó cô lập. Bây giờ để cô tóm tắt lại là tuy là hai bác mất hết những cái người bạn thân, nhưng mà hai bác có được một cái được một vài những cái, được những cái người truyền nhân như là Ly và những cái người bạn khác rất là đông ở trong cái mấy cái nhóm của mình, thì đó là cái số lời mà cô cảm thấy là có được, mà không thể tưởng tượng được là cái lời số lời nó nhiều đến như thế. Một mình Ly không cũng đã là một cái đủ vốn rồi, rồi mình còn sau lưng mình còn có cả một cái hùng binh người nào cũng rất là giỏi. Mỗi một ngày chúng tôi trao đổi với nhau, chúng tôi đều thấy có rất là, nghĩa là có những cái người thiện chiến rất là giỏi, rất là hay. Thành ra chúng ta không có cô đơn. Bố ơi, hôm Tết đó cô, hôm Tết con kêu anh Nam á là gửi tôm sang cho cô, cái anh Nam bảo chứ em xin địa chỉ đi, cái gì cho tôm mày có mà anh gửi cho cô ăn suốt đời. Anh Nam nói câu vậy đó. Hồi nãy chị nào cô hết là cô xin. Nói với anh Nam, chị nào cô hết tôm bên đây cô xin nha. Còn cái cô ở ngoài Kiên Giang, cô hai á, là chị thiết tha mà còn nói vợ chồng giáo sư Quang về thiết tha mời ra Kiên Giang chơi. À, hồi đó cô đi về kỳ rồi cô cũng, cái này coi thì trước cô cũng có đi qua Kiên Giang, đi Phú Quốc đó, về đi Kiên Giang mà có về thăm cái trường của bác Quang đó, thì có qua Kiên Giang. Thì lễ đề đương nhiên rồi, khi nào mình về thế nào mình cũng gặp nhau. Và kỳ này thì có lẽ là vui hơn kỳ trước nữa, là vì kỳ trước là cô cũng không có ý định là gặp nhiều người, với lại cũng nhiều người cũng chưa có ai biết cũng ai chưa biết được cái công việc của mình. Thành ra mình cũng khép kín thôi. Nhưng mà lần này biết nhiều thì chúng ta gặp nhiều càng vui thôi. Và định nói cái gì quên rồi. Con biết ở trong nước giờ nhiều người, rất rất nhiều người kính trọng cô với bác. Rất là nhiều người, con biết rõ điều đó. Thì cái chuyện kính trọng đó thì không có, thì cô cảm ơn nghĩa bà Quốc Quang rất là vui, rất là cảm ơn và rất là hân hạnh. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải nhận rõ rằng chúng ta không phải là chống tôn giáo theo cái lời mà họ kết án, mà chúng ta lên án những cái xấu ác của một cái thế lực gọi tự xưng là tôn giáo. Cái niềm vui sung sướng nhất đó là bác Quang với lại bác gái là cũng già rồi, cái sớm muộn nó cũng đi vào cõi chết. Nhưng mà cái niềm vui sung sướng nhất á là có Ly tiếp nối, rồi có ông Vũ Quang tiếp nối, rồi có ông Bản Sắc Việt Nam tiếp nối và nhiều người khác nữa. Cái đó là niềm vui nhất, bởi vì khi mà mình nhắm mắt đi thì cũng vẫn có người tiếp tục làm cái công việc của bác, hai bác. Thì đó là cái niềm vui sung sướng nhất mà bác đã viết cái bài viết mà đưa lên trách nhiệm là niềm vui cuối đời. Tức là khi mà thấy Ly với lại ông Vũ Quang đưa ra những cái kênh mà nói những cái chuyện sự thật về Vatican, đó là cái niềm vui nhất. Sự thật bị giấu kín từ hơn một thế kỷ rồi, bưng bít hơn thế kỷ rồi, mà cho đến ngày nay ở cái sách giáo khoa ở Việt Nam vẫn còn viết theo cái luận điệu của các nhà viết sử ở miền Nam trước năm 75. Thì cái điều đó bác vẫn còn buồn chứ không phải là hết buồn. Cái điều mà cô muốn nhấn mạnh ở đây á là đa số cái người ở Việt Nam đó cứ nghĩ rằng cái này là động chạm tới tôn giáo, nhạy cảm. Thành ra cái điều đó là mình phải vượt qua. Chúng ta chống những cái xấu ác mà thế lực đó đã
đã hại làm hại đất nước chúng ta cả trăm năm rồi, chúng ta không thể làm thinh nữa, chúng ta không thể tiếp tục làm thinh nữa, chúng ta phải chống lại và can đảm chống lại. Điều đó không có tội mà điều đó là càng phải khuyến khích. Chứ quý vị đừng có dùng cái chữ nào cái chuyện đó là động với tôn giáo nhạy cảm, là quý vị bó tay, quý vị bắt mọi người phải bó tay giao cho giặc. Quý vị dùng những câu nói đó là quý vị cột dây tất cả những cột tay tất cả những người dân Việt Nam giao cho giặc Thiên Chúa giáo. Không, phải nói rõ như thế này này, quý vị mà nói rằng bây giờ cái đó là nhạy cảm về tôn giáo, tức là họ đã tiếp tục đi cái con đường của giáo hội La Mã bưng bít lịch sử và không nói tới những cái tội ác của giáo hội La Mã hay là nhà nước Vatican đã tiếp tục cấu kết với cái thực dân Pháp mà chủ động đánh chiếm Việt Nam, rồi cấu kết với thực dân Pháp để xâm chiếm Việt Nam, rồi cấu kết với đế quốc Mỹ để cướp đoạt cái miền Nam Việt Nam, để định làm cái tiền đồn chống cộng và biến cái miền Nam Việt Nam thành cái quốc gia theo đạo Kitô. Và nhờ cái sự hết lòng tranh đấu của nhân dân ta dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thời ông cụ Hồ Chí Minh cũng như thời Bác Lê Duẩn mà lấy lại được miền Nam là niềm vui. Nhưng mà bây giờ chỉ vì nó tìm cách nó bưng bít và nó muốn tiếp tục bưng bít, nó mới dùng cái từ đây là vấn đề tôn giáo nhạy cảm không được nói tới, thì người Việt Nam mình ở Việt Nam nhiều người nghĩ như vậy và làm như vậy, tức là đã làm theo cái ý muốn của giáo triều Vatican. Tức là cái lịch sử Việt Nam vẫn bị bưng bít về cái những tội ác của giáo hội La Mã đã liên tục chống lại đất nước Việt Nam từ thế kỷ thứ 16 cho đến ngày nay. Mà mình làm thinh, tức là mình đem lại cái chính nghĩa cho họ, nghĩa là mình xóa tội cho họ. Là cái nguy hiểm là cái thế hệ Việt Nam từ đây trở đi về sau là đời đời không bao giờ biết được cái lạc lũi tội ác của giáo triều Vatican hay là của giáo hội La Mã liên tục chống lại Việt Nam, không biết gì hết. Cứ tưởng nó là một cái tổ chức tôn giáo tốt đẹp, đó là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Đấy thì đó là cái kết luận của cô, là cô bức xúc cái chỗ đó là nhiều người Việt Nam cứ còn xem cái chuyện mà nói thẳng về vấn đề Thiên Chúa giáo thì họ nói là động chạm cái tôn giáo, là xâm phạm tự do tín ngưỡng. Thưa quý vị, chúng tôi đang tranh đấu cho tự do tín ngưỡng đây. Chúng tôi đang tự do, đang đòi tự do tín ngưỡng cho những người lương, cho những người bị gạt, cho những người mà sắp sửa, nếu chúng tôi không nói ra là họ sẽ bị quý vị gạt gẫm. Tôi mạnh miệng lên tiếng như thế đó. Nếu chúng ta còn nói rằng cái này nói như vậy là động chạm tôn giáo, là xâm phạm tự do tín ngưỡng, là quý vị tự bẻ bóp méo cái công việc của mình, bóp méo cái việc mà gọi là tố giác những cái tội ác và bưng bít cho giặc. Quý vị đầu hàng giặc thì quý vị đầu hàng một mình, đừng có kêu gọi mọi người bằng cái chữ tự do tôn giáo nữa. Bây giờ thế này nữa, chúng tôi đang tranh đấu tự do tôn giáo cho những người lương, cho những người mà bị quý vị gạt gẫm. Bây giờ thế này nữa này, nói lên sự thật của một cái thế lực ngoại thù, tức là Vatican hay là Kitô giáo, đã có những cái hành động tội ác, phải nói là cù lần tội ác chống lại đất nước của dân tộc Việt Nam, nó giống còn tệ hơn là các thế lực xâm lăng Trung Quốc, của Pháp hay của Mỹ. Mà nói lên một cái thế lực sự thật như vậy, nó không phải là động chạm đến tôn giáo mà sự thật của lịch sử, mà sự thật của lịch sử thì phải công bố cho nhân dân Việt Nam biết đời này cũng như đời sau, và đời đời phải biết cái chuyện đó, cũng giống như là nhà hát đã từng xâm lăng đất Việt Nam, bà Trưng Bà Triệu đã nổi lên chống lại, rồi các triều đại Lý Lê Trần đều chống lại cái thế lực xâm lăng của người Hán. Rồi tiếp theo là sau đó là ông Lê Lợi và vua Quang Trung cũng chống lại, rồi chính quyền Việt Nam này cũng chống lại cái thế lực xâm lăng của người Hán, thì đều biết vào lịch sử. Mà tại sao giáo hội La Mã chủ động đánh chiếm Việt Nam bằng sắc lệnh đàng hoàng, đi vận động áp đánh chiếm Việt Nam, cấu kết với Pháp trong thời kỳ thống trị Việt Nam, cấu kết với Mỹ để chiếm Việt Nam, thì là cái dấu hiệu đó là cái lý do tôi thấy bị khuất tất. Và những người chủ trương như vậy bị người của giáo hội La Mã thuyết phục bằng, mà người Mỹ nó gọi là chữ thuyết phục này, nó dùng chữ lobby đấy, tức là nó mua chuộc bằng cách nào thì không biết. Đó là những người mà chủ trương nói như vậy là để
đã bị những người của nhà thờ Vatican lobby, tức là mua chuộc, giống như ông giáo sư Nguyễn Văn Trung đã đến tận nhà bác để thuyết phục bác và thuyết phục con gái chống lại bác. Tóm lại là cho cô chỉ nói là quý vị hãy mạnh mẽ lên, đừng có để cho họ nói cái câu là xâm phạm tự do tôn giáo. Chúng ta không có xâm phạm tự do tôn giáo, mà họ xâm phạm tự do tôn giáo của chúng ta. Quý vị hãy nhớ nói lại là họ xâm phạm tự do tôn giáo của chúng ta, và chúng ta cần phải chống lại. Thế thôi, vì chúng ta đừng có để cho họ dẫn dắt bằng những cái câu nói chụp mũ như vậy nữa. Đó, xin lỗi quý vị, tôi bị xúc cảm là vì những cái gì mà Trần Ly bảo tôi bày tỏ xúc cảm thì tôi xúc cảm như thế đó, tôi bày tỏ như thế đó. Hiện nay em gái của cô đã đi lại với cô chưa cô? Thì em gái thì nó vẫn đi lại, nhưng mà cái đi lại của cô nó vẫn có một cái giới hạn nào đó. Là do thằng em, do ông em rể hả không? Cô không thể. Thì tức là cái gì nó cũng có cái giới hạn bề ngoài, ở một dừng lại ở một cái chỗ bề ngoài, nó không có hoàn toàn thông suốt. Thì cô nói thế là đủ hiểu rồi, tất cả những đi xa hơn nữa là nó thuộc về đề tư. Cô cũng chỉ nói là tất cả những cái gì đó là những người bước ra khỏi cửa nhà thờ đều phải chịu cái gánh, một cái gánh nặng như thế đó, mà họ gọi là tôn giáo. Mà tôi nhắc lại lần nữa là không có một cái tôn giáo nào mà hành hạ người ta, mà giam hãm người ta cho bằng cái Thiên Chúa giáo ngụ trị. Cả tin lành, cả tôn giáo giam hãm người ta bằng cách là người ta bước ra không được. Là quý vị, quý vị cho cái đó là chính nghĩa hay không? Chân lý đó hả? Cái đó là chân lý đó hả? Người nào nói chân lý là trả lời cho tôi đi. Đức Bà Trầm cũng như chế độ Phật Pháp Luân bằng những cái dân lễ cho mấy thằng bị tổn. Thôi mình khóa rồi, mình chào khán giả đi lên. Bố Quang ơi, bố Quang nói thêm miếng ở chỗ này đi bố Quang.